Chào anh. Em sao nói anh nghe coi. Nó lớn lên. Em quen cái thằng này, nó ở gần nhà em. Nó bán em qua bánh phân. Vâng, nó lừa em sang bên đấy làm. Sang bên đấy thì em mới biết là làm lừa đảo, lên ngồi lên app, ngồi làm lừa đảo lên mạng, bên mạng máy tính lừa đảo rồi. Sang bên đấy thì em mới biết. Xong thì khi sang bên đấy thì em bảo là em không có chi phí đi đường thì nó no hết. Nó bảo làm một tháng nếu nó không làm được thì về. Rồi. Thì lúc anh bảo khi sang bên đấy rồi bây giờ mà không trong vòng một tháng đấy, bây giờ mà bảo đi về thì mình lấy tiền đâu mà mình trả tiền tiền phí của người ta, để tiền đâu mà mình thế rồi là mình bắt buộc mình phải ở đấy. Ở đây lâu chưa? Dạ, em làm được hơn một tháng rồi, gia đình em mới chuộc em về được 3 ngày hôm nay. Em bị đánh. Làm đơn thưa công an. Vâng ạ. Tụi em về hết nhiêu? Anh bảo là em bị đền hết bao nhiêu à? Tiền phí thì hết bao nhiêu? Của em tổng cái thằng ấy nó trốn thì em bị đền cả tiền của nó nữa này, hết tổng 147.500.000. Trăm bảy triệu 500.000 tiền xe cậu. Tiền xe cậu thì em là em đi thì em đi chui thì làm mất thêm 4 triệu nữa, với cả là 1 triệu từ từ cửa từ Tây Ninh đấy là thành. Rồi sao? Để em ở đâu? Đã, em ở ngoài Hà Nội anh ạ. Rồi bây giờ hàng mà bán cái nhà lại báo công an. Vâng, em thì hôm qua em mới xuống gia đình nhà người ta nói chuyện, nhưng mà người ta bảo là cho ý của em là bây giờ 150 triệu ý đấy. Thì em cũng đòi hỏi là như kiểu là phải đền em tất 150 triệu. Có nghĩa là em xuống nói chuyện tình cảm thì thôi. Bây giờ là em đem không may là em bị như thế đấy thì thôi, bị mỗi gì? Mỗi gia đình chịu một nửa. Điều nữa gì? Chứ nó phải cầu cho ở bỏ cầu nó bán người. Vâng. Nó bán em á, hiểu không? Vâng. Bây giờ em báo công an đi, công an đó nó làm bán người. Mày giùm nè, mày nói mày dâm nó nghe, lấy cái máy mày dâm nó, mày là đừng chờ đừng cho thấy, hiểu không? Vâng. Đi dâm đó, nó cậu mua bán người ha. Vâng. Đó cậu mua bán người, mày dâm nó xong rồi mày nói giờ mày không ấy rồi, mày thưa công an chở cầu, hiểu chưa? Vâng. Đó thì chỉ mày gì á ha. Vâng. Chứ bây giờ mấy này nó ba tợn quá. Đó hành chỉ bị thôi. Vâng, em thấy sợ quá rồi. Trời, hôm qua nó đánh dữ không? Làm không được đánh không? Chích điện không? Chích điện nhiều lắm anh ạ. Vì nó kia trốn được ấy. Em ở lại đấy xong nó bắt em quỳ, nó đấm đá cái gì. Nó đánh em bị lắm hả? Vâng, mắt em vẫn còn thâm tím anh này. Nó đánh em chân em không đi được. Khi em về đội bài đấy, em phải ngồi xe lăn. Đi đội bài ngồi xe lăn luôn hả? Vâng, em phải ngồi xe lăn. Đánh dữ hả? Đánh phải ngồi xe lăn luôn hả? Vâng. Thầy em thấy ớn không? Vâng. Ủa bà bắt bo là hết nhiêu? Rồi là để đóng phạt hết nhiêu? Tiền phạt của em là 3.000. Ba tờ. 3.000 là tiền hợp đồng ấy. Ờ. Và tiền hợp đồng. Với cả nó tính của em là 500 đô tiền sang này. Với cả 300 đô tiền theo ứng. Rồi ai đưa con ra? Ai đưa em ra? Và gia đình em chuyển khoản cho em cho em tự ấy. Chứ có nhau tự ấy phải không? Chuyển cho em phải không? Vâng, may mà giả tiền nó nhận tiền. Xong sau em thì sợ là chuyển tiền xong lúc lại không được gì. Đúng rồi, nhiều người chuyển tiền là không được ra luôn á. Theo mày hên á, mày còn hên. Vâng. Hên, không hên lại ha. Xong sau em lại sợ tiếp mà lúc khi mà em được nó thả em ra khỏi khu rồi thì lúc có người chở em đi qua đường biên đấy, em sợ em lại bị bán tiếp. Đúng rồi, mắc nhiều người bán nữa hay không? Mày ẩu mày không điện cho anh.
mà nó bán tiếp, mà mày ở ở Usamat hay đâu? Em ở chỗ khu K11, khu hai con voi. À, Hai Voi gần đây mà. Vâng, gần cửa khẩu tỉnh Mộc Rồi. Bài. Vâng. Em mới về đây em có biết gì đâu. Em về đến lúc em mới xem những cái video thế này đúng không? Phong xem của anh chứ. Về mấy hôm nay đêm đêm em không ngủ được, em không Đau à, hiểu đánh đau không? Rồi rồi, à, đánh đau không? đánh đầu lắm. Chứ sao, ai 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 đánh mà đau? Cái thằng người đại lý của Vâng, bọn cái người lấy đánh em không, mốt không có, không có thiệt lập trên mạng, không nghe lời bạn bè, bạn bè nó bán, em. bạn bè nó bán. Thằng này Đúng nhà như vậy ạ. rồi. Rồi thôi bây giờ em làm đơn, em lên nói với nó ghi điện thoại ghi âm nó. Bây giờ mày bán tao vào bên trong chi, giờ mày trả tiền cho tao không trả tao báo công an. Thấy không? Nó ấy mà hiện tại nó vẫn đang nhắn tin với Rồi em, chụp hình hết mà, rồi. em chụp hình những cái tin nhắn em sợ nó thu hồi đấy, em vẫn chụp Em chụp hình em lại, chụp hình lại. Tin nhắn là nó bán người hiểu không? đi luôn hả? Đây để điện ra đi luôn. Trời. Đi chạy 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 nhẹ đi. Mấy giờ vụ xe này trời. Thế nào? Xe kêu mấy này rước người ở rước rửa cam về nè. Chị nói được chưa? Rồi bây giờ anh nói chuyện với em, anh quay anh đưa lên được không? Được không? Vâng, Đưa cũng lên được. cho mọi người cảnh giác. Làm sao? Mọi người đừng giác, đừng nghe lời bạn bè, đừng có nghe lời, đừng xin việc làm trên mạng, đừng nghe gì lương cao. Em nghe gì lương cao mới gì nè, phải không? anh anh Em anh anh hôm anh cứu hai đứa về công chi về nè, nó đòi chuộc một người 350, hai người 700 triệu, thấy không? mà vâng anh mà anh nhờ công an vô, là công an công chi vô, vâng nhờ công an chi vô thì đưa nó về và đóng đóng tiền thôi, phạt này kia thôi, phạt vô biên vâng trái phép này kia, thấy không? vâng Rồi rồi, chạy chạy là em đi chạy này, chạy đó. Vậy bây giờ đó vậy thôi. Bây giờ thì em cũng đỡ được chân em đi lại được một chút rồi, bây giờ thì còn thấm thấm mắt rồi, hôm trước hết mặt máu. Vâng. Nó cặp mắt này kìa, mà nâu rồi, nó cặp mắt nâu rồi. Đánh về để Vâng. đi nổi không? Giờ mắt rồi, Không. mắt rồi đi khám bệnh đi. Khám bệnh rồi nói không ấy, tao thưa ông em mày bị đánh này kia. Bị nó đánh này kia, thưa ông em. Nó bây giờ nó bảo là cho nó trả tiền dần từ từ, em bảo là như thế không Không, được. không được, mà mày không trả hết tao báo công an, mày bán Vâng. người hiểu không? Thế anh em cũng bảo là đến lúc ở bên đấy nếu mà cho làm giả từ từ đâu mà ra. Không được, nó nói gì chứ mày muốn trả lần một tháng hai tháng cái bắt đầu nó hết trả. Vâng. Đâu là làm cà phê chưa? Vâng. Đâu? À, còn anh Ly đi sao chú anh ra lấy chú để. Rồi bây giờ. Được rồi. Rồi bây giờ anh đưa này lên được không? Cho mọi người cảnh giác là đi qua đánh, bị đánh đập này kia, hiểu không? Vâng, anh. Để đánh đập này kia, để ấy là hù nó luôn, hù dọa nó. Để cho Vâng. để cho nó trả tiền, hiểu không? Ông ấy là thưa Vâng. công an, nói gì mày không trả tiền hết, họ thưa công an. Thấy không? Vâng. Rồi rồi. Rồi để đưa này lên để cho nó cho em chị chú anh chia sẻ cho em coi rồi. Nếu mày không được tiền hết, họ thưa công an cho mày nhốt ở đây, đủ coi mua bán người là nặng lắm. Hiểu chưa? Vâng. Coi mua bán người là nặng lắm. Rồi rồi, rồi mua người là nặng. Cảm ơn anh nha, em chào anh nha. Rồi rồi, bye bye. Rồi.